kênh video của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy phát điện Up Panda HD6500, là chiếc máy phát điện có động cơ và đầu phát được sản xuất dựa trên dây chuyền hiện đại có chất lượng cao, thiết kế với mẫu mã đẹp, giá thành phù hợp, được rất là nhiều người tin dùng hiện nay. Máy có công suất cực đại là 5.5 kW, công suất hoạt động liên tục là 5 kW, bình chứa nhiên liệu là 15 lít, sử dụng nhiên liệu dầu diesel. Bình chứa nhớt có dung tích là 1.1 lít. Máy có trọng lượng là 75 kg và được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Máy phát điện Up Panda 6500 là chiếc máy được sản xuất theo công nghệ hiện đại, tích hợp những tính năng ưu việt như là động cơ 4 thì 1 xi lanh, hoạt động mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Máy cung cấp nguồn điện 220V 50Hz, có thể đáp ứng đủ các nhu cầu về điện cho các thiết bị như là đèn chiếu sáng, nồi cơm điện, TV, tủ lạnh hoặc là điều hòa. Khung máy được thiết kế bằng thép rất là chắc chắn, kết hợp với hệ thống bánh xe tay đẩy có thể di chuyển dễ dàng đến các vị trí khác nhau. Đây là bảng điều khiển của máy. Bảng điều khiển được đặt ở vị trí dễ dàng quan sát, thuận tiện hơn cho việc điều khiển trong quá trình hoạt động. Trên bảng điều khiển, đây là công tắc đề nổ, đèn cảnh báo nhớt, đồng hồ hiển thị điện áp, jack cắm để đấu dây tủ ATS, đầu ra của nguồn điện một sai chiều, đầu ra của nguồn điện một chiều, đầu nối dây tiếp địa. Ngoài ra máy còn có hệ thống điều chỉnh áp tự động AVR, cung cấp nguồn điện ổn định hơn cho các thiết bị sử dụng điện. Dòng máy HD6500 là dòng máy có độ bền cao. Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn theo thời gian, các bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây. Thường xuyên kiểm tra nhiên liệu, dầu, nhớt, tuân thủ quy trình bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ. Luôn luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất trong khi vận hành. Bảo quản và lắp đặt máy ở vị trí khô ráo, thoáng mát, tuyệt đối không khởi động trong trời mưa hoặc là môi trường bị ẩm ướt. Không châm nhiên liệu khi máy đang hoạt động hoặc là quá nóng để tránh gây cháy nổ. Nếu các bạn không sử dụng thường xuyên, hãy khởi động máy 2 tuần một lần. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn chiếc máy phát điện Up Panda HD6500. Trong video lần tới, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và test trực tiếp chiếc máy này cho các bạn xem. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.